Sinh nhật An Tiến, siêu giá sập sàn, bạt ngàn quà tặng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến. Và ngay bên cạnh mình đây đó chính là chiếc Calip The Five, một chiếc loa bookshelf có dáng vẻ rất là cổ điển và sang trọng. Nhưng chiếc loa này không phải dành cho tất cả mọi người. Tại sao mình lại nói như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Bắt đầu thôi. Có thể nói rằng đây là một trong những chiếc loa sang trọng và cổ điển nhất mà các bạn có thể kiếm được với mức giá dưới 20 triệu đồng. Và với vật liệu cấu thành được làm hoàn toàn bằng gỗ, phần điều khiển được làm bằng chất liệu kim loại cao cấp. Nhưng có một điều mà khiến chiếc loa này trở nên đặc biệt hơn và khác biệt so với các chiếc loa khác, đó chính là về phần lắp ráp của chiếc loa này hoàn toàn được làm bằng thủ công. Và tất cả chi tiết này đều được tỉ mỉ và trau chuốt. Ở mặt trước của chiếc loa thì chúng ta sẽ có một miếng vải cao cấp, và miếng vải này được gắn với chiếc loa qua nam châm, rất là thông minh. Và cái nhiệm vụ của miếng vải này chắc chắn là dùng để bảo vệ hai cái màn loa ở phía trước này rồi, thì chúng ta có thể tránh được bụi này, côn trùng này hay những cái va chạm không đáng có. Cùng nhìn về phần trên nhá, phần trên của chiếc loa này thì chúng ta sẽ có phần bảng điều khiển. Cái đập vào mắt mình đầu tiên đó chính là màu dải đèn LED rất là bắt mắt, và nó khiến cho chiếc loa này trở nên hiện đại hơn cũng như là dễ sử dụng hơn đối với người dùng. Khi mà mình điều khiển cái phần nút điều khiển âm lượng này thì đèn LED này cũng tăng giảm theo cái ý của mình luôn. Và cùng nhìn thấy phần trên thì chúng ta có rất nhiều cổng input khác nhau khiến chiếc loa này trở nên đa dạng hơn. Và mình thật sự là mình khi mình nhìn chiếc loa này mình còn ngỡ là đây là một chiếc sao 3 cơ, chứ không phải loại loa bookshelf nữa. Bởi vì thường các loại loa bookshelf sẽ không được trang bị rất nhiều cái cổng kết nối như thế này. Đã nói về cổng kết nối rồi thì chúng ta sẽ cùng nhìn về phía sau nhé, để xem là chiếc loa này có những cổng kết nối như thế nào. Ở phía đằng sau thì điều đặc biệt ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là tất cả cổng kết nối này đều được mạ kim loại, khiến chiếc loa này trở nên sang trọng hơn. Và cái thứ hai đó chính là cái độ bền theo khoảng thời gian sử dụng ấy, thì mình cảm thấy rằng là nó rất là chắc chắn. Hơn nữa chúng ta sẽ cùng điểm qua những cổng kết nối ở đây nhá. Thì chúng ta sẽ cổng đầu tiên là cổng kết nối bằng TV này, thứ hai là qua Bluetooth, thứ ba là qua HDMI, thứ tư là qua cổng AUX 3.5, thứ năm đó chính là qua USB, và thứ sáu đó chính qua cổng optical. Nó khiến chiếc loa này trở nên có rất nhiều nguồn input khác nhau và đa dạng rất là nhiều. Và nhiều khi như mình đã nói phần đầu ấy, là mình rất là tưởng tượng đây là một chiếc loa sao 3 chứ không phải một chiếc loa bookshelf nữa cơ. Về định dạng file nhạc thì chiếc loa này chắc chắn nó sẽ đọc được lại file nhạc về cao cấp rồi, có thể lên đến 24 bit và 192 kHz, và ngoài ra còn hỗ trợ các Bluetooth code nữa mà mình sẽ để ở đây nhá. Các bạn đang thấy ở đây, với hỗ trợ Bluetooth code này thì khi các bạn đang sử dụng nguồn nhạc bằng qua Bluetooth ấy, thì chất lượng âm thanh nó vẫn có thể cao hơn cũng như là tốt hơn so rất nhiều với lại sao 3 khác, cũng như là loại loa bookshelf hay là Bluetooth khác ở cùng mức giá. Chính bởi những cái Bluetooth code này thì trên chiếc loa này khi chúng ta kết nối qua đường Bluetooth ấy, thì chất lượng âm thanh nó vẫn nổi trội rất nhiều so với dòng sao 3 hay dòng loa bookshelf hay thậm chí là loa Bluetooth ở cùng tầm giá. Chắc hẳn là sau khi các bạn nghe về nhiều cổng input cũng như là rất nhiều các thông số ở trên, các bạn cảm thấy rất là rối đúng không? Bởi vì chiếc loa này có quá nhiều thứ để chúng ta phải vọc vạch. Nhưng mà cực kỳ đơn giản thôi, với chiếc loa này nó cũng rất là đơn giản, bởi vì chúng ta chỉ cần cắm vào là có thể chơi được thôi. Không phải cài đặt qua app hay là setup gì linh tinh đâu, chúng ta chỉ cần cắm vào đó, sau đó chỉnh trên cái nguồn điều khiển ở trên chiếc loa này là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Các bạn còn nhớ ở phần đầu video mình đã nói rằng chiếc loa này không phải dành cho tất cả mọi người không? Thứ nhất đó chính là về giá tiền. Với giá tiền rơi vào khoảng 18 triệu thì thật sự là không phải ai cũng có thể dành một khoản tiền lớn như vậy để mua một chiếc loa. Cái thứ hai đó là việc cảm nhận được cái giá trị của sản phẩm này có thể mang lại cho chúng ta như thế nào, thì không phải ai có thể làm được điều đó. Bởi vì với một chiếc loa được trang bị một công nghệ Hi-Fi, ngoài ra có vi xử lý cao cấp là DSP và màng loa được làm bằng chất liệu titanium. Nhưng đấy chỉ là mang về tính lý thuyết mà thôi. Còn mình thì mình vẫn muốn là các bạn có thể trải nghiệm thực tế hơn. Chính vì vậy thì hãy đeo tai nghe và bây giờ chúng ta đến phần trải nghiệm thực tế nhá. Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ cờ trên xe lướt nhanh, lách lên qua dòng người vẫn đang bị chặt tay xe lăn bánh. Góc phanh nơi đèn đường đêm tay chờ còn 3 giây đất xanh, và em nói yêu anh. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau. Thương nhau anh hay nắm tay dặn dò cho dù cuộc đời là
sâu trái ngang đã thương nhau mình sẵn son một lòng một dẫu khổ thế nào thì tình ta cũng không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ chắc hẳn là với trải nghiệm vừa rồi các bạn đã có những cái đánh giá riêng của mình rồi. Còn đối với bản thân mình ý, thì bass của chiếc loa này nó không quá gắt như các loại so 3. Bởi vì trên lục so 3 là họ đang trang bị thêm một củ subwoofer ý, nhiều khi nó quá gắt so với các loại nhạc mà mình muốn nghe. Nhất là những bản ballad này hoặc là những cái bản nhạc mà hòa tấu ý, thì tiếng trống nó hơi bị thừa. Cái thứ hai đó chính là về giải mid thì rất là cảm xúc và nhẹ nhàng. Và hơn thế nữa, dòng Calib The Fine này ý, thì nó có là một cái điểm riêng thôi. Còn dòng Calib là tất cả sản phẩm như là The One, The Three hay là The Six ý, thì đều có một cái giá trị rất là hay, đó chính là trong dòng nhạc ưu điểm nhất của dòng Calib này đó chính là nhạc hòa tấu. Thì tiếng piano, tiếng guitar, tiếng violin hay tiếng kèn trumpet hay là kèn saxophone thì nó từng nốt nhạc đều rất là rõ ràng và chi tiết luôn. Và đây là điểm mạnh của Calib từ trước đến giờ, mà chỉ cần nghe âm thanh là chúng ta để đoán được đấy là loa gì rồi. Vừa rồi là một vài thông tin về Calib The Fine. Nếu bạn có câu hỏi gì về sản phẩm hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và ngoài ra thì chắc chắn là sản phẩm này đều đang có sẵn tại các showroom của An Tiến. Nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.